Nhưng bên kia mấy mấy mét? Nhiều mét. Nhiều mét. 2 mét. Ok. 2 mét thì mình đã phải làm gì rồi? Khai bảo. Đúng chưa? Chào mừng anh chị đến với nhà hàng xe hộ. Chào mừng anh. Chào mừng anh đến. Chào mừng anh. Mời anh xe hộ. Rồi. Quá tàn. Nó bây giờ đây là chị đang nói là anh chị ở trong cái trường hợp số nhiều, ok? Đúng rồi, đúng rồi, nó chính khách. Sau đó thì người ta sẽ bước đến, right? Bước đến và cái người làm host người ta sẽ hỏi là em xin phép hỏi anh chị đã đáp án chưa ạ? Đúng không? Anh chị ấy nói là đáp án rồi, kiểm tra xem trên cái sổ đấy xem là đáp án chưa, số bàn là số bao nhiêu, dẫn cho đáp án, ok? Còn nếu như người ta chỉ nói là không anh chị chưa đáp án, anh chị chỉ đến ăn trưa thôi, ăn một bữa trưa nhà ăn nhanh thôi rồi sẽ quay trở lại làm việc. Thế thì mình sẽ phải xem là còn lại những cái bàn nào chưa có người đặt để mình dẫn cái đơn vào. Mình có thể nói với khách là em có một bàn ở bên cạnh cửa sổ rất là thoáng, anh chị có muốn mua đó không ạ, hay anh chị muốn mua ngoài, hiểu không? Provide cho họ những cái thông tin liên quan đến available, những cái choice mà họ có thể làm được nhé. Dẫn khách vào bàn, em mời anh chị đi đường em đi đường này ạ. Đừng có đi như thế này, đừng có đứng như thế này, cũng như là đi đường trước người ta, ok? Tránh cái trường hợp đường trước khách, mình không thể đi sau khách được, mình dẫn khách mà, đúng không? Cho nên làm thế nào? Không quay lưng với khách. À, không quay lưng với khách là cái thứ nhất. Nhưng mà đi theo cái kiểu cua ấy. Cua đi bao giờ chưa? Ok, dẫn khách vào vừa chỉ tay lấy tay làm nợ làm cái dấu hiệu để dẫn khách vào bàn. Ok, em mời anh chị đi theo đường này ạ. Mời anh. Nếu như đường dài thì hãy chọn chỗ nào mà đi thẳng xong rồi quẹo, chứ đừng có đi zig zag. Ok, chị đã từng gặp những thành phần mà dẫn khách đi zig zag với chúng mày ạ. Không chờ đâu, nghe. Cái thứ hai nữa là kể cả đi đường dài ấy, thì chúng ta thỉnh thoảng phải quay người lại một chút xíu để nói lại một câu đường này anh chị ạ, ok, hoặc là em mời anh chị ạ, kiểu thế để cho người ta biết là à ta vẫn quan tâm đến nó, ok, không có nó đi thẳng, nó đi không bay nó đi thẳng luôn, được chưa nhở? Ok, để dẫn khách này, kéo khách, mời khách ngồi vào bàn. Em mời anh. Chứ không phải kéo khách ngồi dưới. Kéo ghế ra một góc. Làm thế nào ạ? Để cái gap này ít nhất là 20cm. Lý do rất đơn giản, bởi vì chân chị bé như thế này cho nên chúng em không nhìn thấy. Có thành phần chân to, ok? Đứng như thế này làm thế nào để người ta đi được vào ấy. Chân to đi được vào ấy. Vào đến đây rồi đúng không? Khách người ta sẽ, những người nào mà thường xuyên đi ăn ở nhà hàng người ta sẽ đứng như thế này, chứ người ta không chữa, chứ người ta không tự kéo kéo ghế đâu. Nhưng mà hầu hết thời gian nam giới sẽ tự kéo ghế cho họ. Nếu như có hai người là một nam một nữ đi cùng với nhau thì kéo ghế cho ai? Nếu nhớ đấy, không đấy ạ. Anh đẩy ghế cho anh vào, đừng có đẩy ghế mạnh quá, không phải đẩy cột cái rồi chúng ngã. Đẩy ghế vừa phải thôi. Họ sẽ tự adjust, họ sẽ tự chỉnh cái chỗ ngồi của họ làm thế nào để thoải mái nhất. Ok, đẩy ghế một chân trước một chân sau, chân nào là chân thuận của các bạn thì các bạn đứng lên phía trên. Ok, đẩy cái cốt chân này đẩy lên một chút xíu thì cái chân này sẽ thành chân trụ. Cái chân trụ đấy các bạn chỉ cần đẩy cái ghế vào, dùng chân để đẩy, đừng có dùng tay. Lý do rất đơn giản, đau cái này. Okay. Làm cái này thường xuyên cái cơ này nó hoạt động ấy, có đau. Đây này, bây giờ vẫn đau đây này. Được chứ nhở? Đấy là trả lời khách. Đây ghế là chủ yếu lúc mà đặt thì kéo ghế là khách. Em kéo ghế cho khách cũng được. Đẹp nhất ấy, cái cảnh đẹp nhất ấy, đấy sẽ là cái cảnh cái thằng làm khách ấy, nó sẽ ngồi như này. Ok. Thì nó đang có cái động thái ngồi xuống, hiểu chưa? Ờ, thế là chụp liên tục đấy. Được chứ nhở? Dừng hình. Đấy là chào đón khách này. Cái ảnh, ba cái ảnh process order ấy sẽ bao gồm có việc thứ nhất là giới thiệu menu cho khách. Giới thiệu menu như thế nào? Giống như hôm qua ấy. Giống như hôm qua là cầm như thế này, nhưng cái cử chỉ tay của các bạn sẽ khác. Đấy là các bạn sẽ cử chỉ sẽ giơ tay sang phía bên này và nghiêng đầu về phía khách và nói chuyện như cái kiểu là dở dở giải thích ấy. Đây là món này món kia, món ngày hôm nay có món cáo hồi nhà anh không sẵn có, tuy nhiên thì đầu bếp đã chuẩn bị cho một món khác, đó là món crispy barbecue vân vân mấy mây gì đấy. Đây là cái thời điểm mà các bạn giới thiệu cho khách cái gì không có mà cái gì có. Lý do ấy là bởi vì lát nữa khách mà hỏi anh muốn ăn cá hồi em ạ, lúc đấy mới quay ra nhà em hết cá hồi.
rồi, cái thằng khách thì mình nên đi về. Là chị là chị đứng lên chị đi về đấy, tại sao không nói trước ra? Ngồi vào bàn rồi người ta order, người ta đặt mãi cái menu 2 phút. Nó chọn được món rồi mày mới bảo ra là không có món này. Kiểu nhở? Đấy là bức ảnh thứ nhất. Bức ảnh thứ hai là bức ảnh mà các bạn sẽ cầm cái phát này này và order. Ok. À, lát nữa chị sẽ hướng dẫn khi mà các bạn làm xong cái bước đón khách ấy, cái phần process order chúng ta sẽ có tầm khoảng 5 phút để debrief. Briefing lại à, viết cách viết một cái tờ này như thế nào. Ok. Cái ảnh thứ hai mà các bạn sẽ làm đấy là viết ở đây, đứng ở bên cạnh này. Ok. Đừng có đứng ở cái góc sai như thế này. Là cái nhất. Thứ hai là không đứng ở giữa bàn. Ok. Cái cử chỉ đứng ở giữa bàn này người ta gọi là thô lỗ. Bởi vì các bạn không, các bạn vừa quay sang bên này, vừa quay sang bên này được, mình không thể hiện cái thái độ ân cần. Ok. Khi mà đứng nói chuyện với khách thì hãy đứng gần hơn với khách một chút xíu so với cái người kia. Hiểu nhở? Nếu có hai khách đi cùng với nhau, sau đó thì các bạn đã tiện lấy xong order của người này rồi, các bạn có thể vừa đi vừa nói à, vậy chị có, à, vậy em có thể lấy gì cho chị được ạ? Hiểu nhở? Để mình cũng không cực ý. Bức ảnh thứ ba là bức ảnh mà các bạn sẽ đọc lại, confirm lại, xác nhận lại order. Em xin phép được xác nhận lại order của em chị ạ. Đúng nhở? Cái đấy thì chưa kể đi ạ. Không cầm bút nữa. Lát nữa sẽ giới thiệu. Không có cầm bút nữa. Hai tay đặt như thế này. Em không cầm bút. Hai tay để như thế này thôi. Một mực đấy. Ừ đừng có cười nhá. Cái thời điểm này là thời điểm nói. Đừng nói. Cười. Trong ảnh đừng có cười. Ok. Lát nữa các cô muốn và muốn cho bạn như nào thì dùng. Đúng lại là có từng cái ảnh. Ok. Cái phần green areas nếu chúng ta còn thời gian chúng ta sẽ làm, không còn thời gian thì ngày mai chúng ta sẽ chạy ngay. Mực đây. Ok. Xong chưa nhở? Đây, bây giờ là 10 giờ.